Hello cô chú anh chị em và các bạn. Này, vô cái xe. Đây, vô cái buồng xe đây. Này vô tổ hùng dương gặp kiếp nạn tam hài. Xe đậu không còn đủ bánh. Tình hình. Vô được cái lục xe rồi phải hạ cái bánh xe nó đi. Biết rồi. Giá chất lượng luôn. Dán cục cảnh vô. Cái này đang xe xe cũng đỡ chứ. Đây ốc bát tôm vua, đây là ốc bát tôm vua nè, vô bát tôm vua vô. Chim miếng này vậy? Chim miếng lông đàn này vậy? Chim miếng kiếm. Chim miếng lông đàn này vậy? Đây cái 12. 12 là gỗ 12. Xếp ốc 12. Gắn cục canh thắng vô. Gắn canh thắng vô. Thắng vô. Kỹ quá không? Đổ cái bụi ra. Đó. Vỏ này thấy gì mà nó dỗn. Không biết chị đâm đâm từ đây nè. Từ cái gai nè, chứ nó không đâm dưới cái rãnh gai thôi. Nó đâm từ cái gai này mà đâm chỗ vô tới trong vỏ nó nhìn tới cả đó. Vô, vỏ gì? Sơ sơ lại cái nơi mũi dịch này đập gì đâu mà mới có ba búa thôi không à.
Vì này da sống miếng này giá 20.000 mà còn là giá miễn phí, free ship. Mày thật bị một lỗ. Giá xe vô mà chẳng cái dồi được chứ. Bắt 550 ngàn. Vào phải bớt cho nó chạy vòng cho nó xuống cây.
mệt. Rồi xong. Xong xuôi. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn.